mấy hồ cá xong thả ra suối lại. Vậy cái nước sinh hoạt của người ta biết rồi. Thì nước suối sinh hoạt thì bình thường nó đâu sạch. Đang trên đèo không phải các bạn ơi. Buồn là không có được nghỉ dù lượng. Mùa này ta nghỉ à. Mùa lúa vàng ta mới hoạt động lại. Đây có mấy trang trại nuôi cá tầm cá hồi các bạn. À, nước đây em. À. Mấy cái ao nuôi cá tầm cá hồi. Nước đang chảy qua ao này xong chảy qua ao kia. Ừ. Suối chảy xuống cái hồ lớn, xong hồ lớn chảy qua có cái ống dẫn nước xuống cái hồ khác, là cá lúc nào cũng bơi, không có nước để bơi. Người ta chắc người ta cũng có nội chặn lại. Tôi đỉnh khô phải các bạn. Thì cái in khô phạm một con chảy Yên Bái nè. Tiệt tùng rồi. Nhậu ha. Đã đến đèo Việt Nam. Hôm nay mình sẽ được đi được hai đèo Khô Phạm và Ô Quý Hồ. Ô Quý Hồ như người ta gọi. Điện Biên mà mình chưa đi Điện Biên đường nào, quên tên tự nhiên nhắc cái quên tên này. Ngày lễ gì ha, không biết ngày lễ gì mà ở đâu ta cũng tụ tập ăn uống hết. Bài có hoa ban. Thịt ăn uống dễ múa không ha?
thấy hơi xả rác nha. Có một con giải các bạn ơi, rồi thứ hai đến một con giải. Cái đợt đi tới Bắc lần thứ hai của mình á, mình từ Sapa về Mộc Châu, không đi ngang qua chỗ này đi đường trong, còn clip trên YouTube nữa các bạn. Đợt này mở tú lễ vô hả, một con giải định đi nhảy dù lượn mà cuối cùng dù lượn không có, buồn ghê. Thang quá trời đó các bạn, mà hoặc khè tháng 9 rồi đó, tháng 9 mới lúa mới vàng. Nhưng mà quên trả rồi mà thang nhiều lắm. Rồi cho mấy nhà này chụp hình đẹp lắm á. Sao mà tới Mông Soi có giặt hè vậy rồi? Ủa, xưa tới Mông Soi nó cũng gặt lúa hết rồi. Có móng ngựa, người ta nói móng ngựa là còn xanh đó, cuối cùng lên không được cái gì. Đi đúng thì xe bự quá. Mình xem. Rồi mình đi xe này của mình lên được nè. Mà giờ chắc hết xanh rồi. Giờ cho đất. Ừ, có nó nâu vậy nè. Wow. Chụp tắm hả? Dù nó có vàng nhưng mà cảnh nó vẫn đẹp. Đúng không? Con chải các bạn, thị trấn một con chải, huyện một con chải, tỉnh Yên Bái, cái đào ấy em. Trung tâm một con chải các bạn, ngân hàng, chợ, điện máy xanh, thấy điện máy xanh là thấy trung tâm rồi, Bưu điện Việt Nam, Vinaphone, Thế Giới Di Động,
đường lên bằng máy nhựa hồi xưa, đường đất không bây giờ láng nhựa láng o rồi. Xưa báo bánh đâu đây nè, đó rửa xe bên đây. Thấy cho bạch tạng nhiều quá ha. Wow. Quá đẹp quá bạn ơi. Quá đẹp. Sông xanh quá. Xem tấm nữa nha. Cầm quay đúng không? Quay bấm nút đỏ là quay thôi. Từ để tí chút. Từ bấm. Rồi bấm đi. Bấm chưa? Dạ. Bấm rồi. Rồi. Ừ.
Chụp hả? Chụp luôn. Đẹp nè ha. Cái khúc này thì khúc này đẹp quá.
đi 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 cái vỏ con gì mà chạy qua vậy, mèo hả? Cái vỏ đựng ba lô của mấy người là cái ba là thôi, cái vỏ đựng cái nó không hiểu của mấy người á là cái ba lô luôn á, cái đó thiết kế để người ta đi máy bay ta đeo á. Mà đi ra nó bụng ỉa hơi nhói bụng, hơi nhói bụng mà mắc địch à, này đầy hơi nè. Ăn cơm á dính đi giờ, ăn cơm tà xùi dính đi giờ. Kim Lai Châu các bạn, vừa phải đi thẳng Nguyên các bạn, đi thẳng là Sơn La này, vừa phải đây huyện Thăng Uyên tỉnh Lai Châu. Mường Kim Thăng Uyên Lai Châu, quốc lộ 32, đầy xanh đó em, đây đẹp quá, mà lỡ chớm rồi. Đẹp nha, đẹp nha. Này ở đây bên huyện Lai Châu thì ruộng bậc thang đã gieo mạ các bạn, nên có màu xanh. Còn bên Tú Lệ với mùa căng trải là không bỏ cái mùa vụ này, mà là mùa vụ sâu, bên đó nó khô cằn quá. Lên Sa Pa chắc là có xanh em ha.
đẹp nè, xanh nhìn nó mướt mắt. Chỗ này không, không đẹp lắm. Cây giờ là vô tới trung tâm Sapa các bạn. À rồi, ô Quý Hồ là hết 60 cây rồi. Sắp tới đèo Quý Hồ luôn rồi. Đèo dài nhất Việt Nam. Cao. Chạy ngang, chạy trên giờ đỉnh dãy núi Hoàng Liên Sơn. Đây, chụp tấm hình. Wow, nhìn để thấp xuống, để lùi xuống xíu, như ré cây này. Đấy, đẹp quá. Nguyên kia còn đâu kìa. Nó thị trấn Than Nguyên các bạn. Thị trấn Than Nguyên, huyện Than Nguyên, tỉnh Lai Châu. Đường chính đi Sapa rồi. Nên bạn nào mà đi xe máy đi Sapa chứ không phải đường này thôi. Còn bây giờ thì có Hà Nội đi Lào Cai Sapa thì có cao tốc rồi, nên sẽ không ai đi qua đường này, nên đường này cũng vắng. Trấn này không có Vinmart, thị xã Nghĩa Lộ lại có Vinmart, Honda. Bưu điện Việt Nam. Đây là trung tâm rồi đó. Siêu thị. Phố đi bộ. Sư vận động huyện Than Nguyên. Thì mới xanh thấy di động đầy đủ. Núi nào hùng vĩ quá các bạn. Từ xa là núi mà mày che hết rồi. Quảng cáo à. Ở đây ruộng còn nâu nè, nuôi dê mẹ chưa bỏ nước vô. Đang ở quốc lộ 40 các bạn. Bây giờ thẳng tiến nó đèo Quý Hồ. Còn 47 cây nữa tới Sapa.
500 các bạn.
kia chưa đặt cái đèn cũ mà thấy còn không, chạy thẳng tới luôn ha. Ủa nó không phải trên đó, kia đã để rồi là 936, 936. Để trên bút kia đó, 936 ngàn đó. Thank you.
ba đúng không? Đứng xe 3 ngày cuối tuần đông đúc lắm các bạn. Có phòng hôm qua còn, đi đây không đặt. Hôm nay lại kiếm phòng thấy bạn. Ở cái phòng cũ lúc dịch ở một lần. Đi bộ ra tới trung tâm. Thành phố mùa sương các bạn, Sapa nè, đây là trung tâm Sapa, bên kia là nhà thờ đá, sương mù không à, đã lắm các bạn.